Chào anh em, năm mới rồi, tóc tai thì dài hết cả rồi. Mình quyết định là năm 2021 thì mình sẽ phải thay đổi một tí. Và đầu tiên là đó là đi cắt tóc. Cắt tóc nay mình tại ai? 30 size sẽ đi cắt tóc. Và chiều nay sẽ có một trận thi đấu bóng đá với quả tóc mới. Mọi người cùng theo chân mình nha. Yeah, giờ thì mình đang ở sân banh và hôm nay mình có một trận thi đấu bóng đá 5v5 với mấy anh em đội Hades của mình. Mình hay đá chung với mấy anh em vào tối thứ ba hàng tuần ha. Rồi, hy vọng là với mái tóc mới này mình sẽ có những pha xử lý hay, những bàn thắng đẹp. Mọi người cùng chờ xem nha. Và đây là Hero Style với chiếc áo vàng số 16. Chúng ta cùng bắt đầu trận đấu nha. Cá trình Lê Sơn, Hero Style, Khá Trình, Hạnh Quy Ca đánh ngược vào trong. Hero Style, Khá Trình vẫn còn, chuyển về cho Khánh Bèo. Khá Trình, Hạnh Quy Ca, Hero Style đánh vào trong, dứt điểm. Hero Style, Hạnh Quy Ca đột phá, dứt điểm. Cú chích mũi nhưng không vào. Hero Style chuyển hướng vào trong, không được. Khánh Quy Ca không vào, một cú sửa lòng. Khánh Quy Ca, Hero Style, một đường chuyền xỏ háng của Hero Style, rất tiếc Cá Trình không theo kịp. Khánh Bèo, Hero Style giáp banh, đột phá chăng, tiếp tục một đường chuyền cho Cá Trình, không vào, một cú dứt điểm không đủ hiểm để hạ thủ môn. Hero Style step over qua người, dứt điểm, bóng đi chệch khung thành. Lấy được banh rồi. Khánh Bèo, Hero Style chuyển hướng vào trung lộ, dứt điểm, không qua được hậu vệ. Hero Style bật tường cho Khánh Huy Ca. Khánh Bèo tì đè, dứt điểm, không được, vẫn là Hero Style. Làm gì đây? Bật tường, wow, một pha phối hợp giữa Hero Style với Khánh Huy Ca và đã có bàn thắng cho các thủ áo vàng. Cá Trình chỉ cục 2, không vào, một cú đặt lòng ra ngoài của Hero Style. Hero Style dứt banh, dứt điểm,
một pha dứt dọc biên và dứt điểm của Three Style. Racing đẩy được banh rồi, làm gì đây? Không chuyền, dứt điểm, bóng đi ra ngoài, rất tiếc. Three Style đẩy được banh rồi, phản công. Không được. Cá Trinh. Three Style lên banh, dứt điểm, lại ra ngoài. Thánh Bèo. Three Style chuyển hướng, một pha đặt lòng của Thành Long nhưng bóng không đi vào khung thành. Cá Trinh lên banh, đối tốc độ. Thành Long chuyển về cho Khánh Bèo. Three Star dứt điểm, không cho dứt điểm mà đường chuyền cho Thành Long, không vào. Cắt được banh rồi, Three Star chuyển cho Khánh Bèo. Wow, một đường chuyền khá khó của Three Style nhưng vẫn có bàn thắng. Three Style đột phá, chuyền cho Thanh Long, cân nghiêng. Wow, Thánh Bèo lên banh. Three Style gạt ngược, chân trái. Wow, một cú dứt điểm chân trái qua hai chân thủ môn. Và một pha ăn mừng chọc quê của Three Style dành cho thủ môn Tommy Tèo, một người bạn của Three Style. Trong bóng đá phủi thì mỗi lần bị so hán là phải lộn một vòng nha anh em. Anh Di Alex. Three Style chuyển hướng, G-Alex. Một pha lắc không rất điều nghệ của anh G-Alex. Anh Quang. Three Style pha đảo chân, roll it. Đinh Thành cắt được banh rồi, Thành Long chuyền lên cho Three Style. Một cú dứt điểm xuất té luôn mà banh vẫn đi ra ngoài. Thành Long, Three Style, Đinh Thành chỉ ngang. Lê Sơn không theo kịp tình huống vừa rồi. Three Style chống chải, dứt điểm, không qua được thủ môn Tommy Tèo. Một pha dứt điểm rất mạnh nhưng Tommy Tèo phản xạ rất nhanh. Three Style lên banh, 3-2, chuyển banh cho Thành Long, bỏ banh. Một pha bỏ banh đánh lừa cả đội bạn lẫn đội nhà. Đinh Thành, Three Style má ngoài. Đinh Thành chân trái, một cú dứt điểm chân không thuận của Đinh Thành, bóng đi khá nhẹ. Yeah, vậy là kết thúc trận đấu và mình đã về nhà rồi và tắm luôn xong rồi nha. Một trận thi đấu cũng cảm thấy rất là đã. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và một subscribe nha, và nhớ là năm mới tóc mới tới 30 size. Mình là Phạm Thi, xin chào và gặp lại.